Tôi muốn dành thời gian để mà nhìn vào một cái tài liệu mà chúng ta cũng đang nói tới trong vòng mấy ngày qua đó chính là tài liệu liên quan tới bao nhiêu người đang tìm kiếm từ Bitcoin ở trên Google thì các bạn thấy là cái tài liệu này các bạn cũng rất là quen thuộc nhiều bạn cũng đã biết là cái sự hứng thú liên quan đến tìm kiếm từ Bitcoin đã tăng rất là mạnh trong thời gian từ tháng 12 cho tới bây giờ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là cái cái sự hứng thú rất là tăng mạnh và bây giờ đó đã đến cái mức là cao nhất trong vòng 12 tháng qua thì chúng ta so sánh trên mình năm qua các bạn cũng đã biết là tuy là chúng ta đang ở mức cao trong vòng 12 tháng qua cái sự hứng thú liên quan tới bao nhiêu người để tìm kiếm từ Bitcoin đó nhưng mà trong vòng 5 năm qua thì chúng ta vẫn chưa đạt tới đỉnh cũ thì nhiều khi chúng ta nhìn vào thông tin này đó các bạn thấy được là cái chỉ số bây giờ đã lên tới là 51 rồi có nghĩa là 51 so với lại cái đỉnh cũ là 100 thì có thể là nhiều bạn cảm thấy là lo lắng tại vì có phải chúng ta đã gần tới cái đỉnh cũ rồi hay chưa có nghĩa là chúng ta đã gần kết thúc cái mùa tăng trưởng này tại vì bây giờ chỉ số này cho chúng ta thấy được là chúng ta là 51 điểm trên 100 điểm thì Tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn vào cái thông tin này có một cái sự thiếu sót Thì thường chia sẻ thêm để các bạn hiểu thêm về cái tài liệu này Chúng ta nhìn vào tài liệu dài hơn đi Từ năm 2004 tới bây giờ Thì chúng ta sẽ thấy được là có hai sự tăng trưởng tăng điểm đầu tiên là các bạn thấy là cái đỉnh của năm 2013 à, hồi mà tháng 12 đó lúc mà các bạn thấy là Bitcoin lên tới khoảng chừng 1.300 đô sau đó đi xuống mùa đông crypto dài từ lúc đó mãi cho đến lúc là năm 2016 mới bắt đầu nổi dị và năm 2017 đã đạt cái mức là 20.000 đô có nghĩa là các bạn thấy là cái sự thú nó tăng lên tới cái đỉnh cao đó chính là 100 điểm cái lúc mà tháng 12 của năm 2017 thì lúc nào cái đỉnh cao nhất của biểu đồ này cũng sẽ là 100 điểm tại vì các bạn thấy là đây là cái biểu đồ tính cái số điểm mà tương quan với nhau cho nên cái điểm cao nhất của biểu đồ này đều là 100 điểm thì bây giờ chúng ta so sánh từ năm 2004 cho tới bây giờ tuy nhiên chúng ta thấy là bịch con không có mặt cho đến năm 2009 nhưng mà so sánh từ năm 2004 tới bây giờ thì sự hứng thú đó là cao nhất là tháng 12 của năm 2017 lúc đó là bịch con là 100 điểm thì chúng ta đã nhìn vào biểu đồ này có một cái thiếu sót để chia sẻ thêm thiếu sót đó là như thế nào thiếu sót đó đó chính là cái sự khác biệt giữa cái số lượng người đi tìm kiếm cái bạn thấy là năm 2013 đó lúc mà chúng ta thấy là Bitcoin lên tới cái đỉnh là 12 điểm lúc này chúng ta nhìn vào thì là 12 điểm nhưng mà trước đó nữa thì các bạn sẽ thấy là cái số điểm của cái thời điểm đó là 100 điểm Tại vì khi chúng ta nhìn vào cái thời kỳ à, Chỉ là trong phạm vi là năm 2013 mà thôi Thì cái mức này bây giờ là 12 điểm Nhưng mà trước đây là 100 điểm Tại vì đó là cái điểm cao nhất Nhưng mà sau đó các mình thấy là Đã dễ dàng à, bị bác bỏ Bởi cái sự tăng trưởng của năm 2017 Thì chúng ta thấy được là năm 2017 tháng 12 đó Thì bây giờ là 100 điểm là đỉnh cao nhất Của bao nhiêu người hứng thú đi tìm kiếm từ khôi Mà cái đỉnh của trước đó nữa là 100 điểm Bây giờ chỉ có 12 điểm thôi Thì chứng minh được là mỗi lần tăng trưởng chúng ta có thêm nhiều người mới tham gia vào, cho nên càng ngày lại càng nhiều người hơn biết tới bitcoin. Cho bạn thấy được là cái đợt tăng trưởng năm 2013 thì tới năm 2016, 2017 đó thì những người mà tin tưởng năm 2013 là bitcoin là một cái loại tài sản mới thì vẫn còn ở đó nhưng mà lại có thêm nhiều người mới tham gia vào. Với họ khiến cho cái số lượng người hứng thú lại tăng lên. Cho nên mỗi một cái đợt tăng trưởng thì cái số lượng người tìm kiếm sẽ nhiều hơn để cho bạn thấy rõ hơn nên thường đã để cái hình chụp của biểu đồ này vào trên sketch.io thì các bạn thấy được là từ năm 2013 đến năm 2017 đó thì cái sự tăng trưởng về số lượng người đã tăng lên thì nếu chúng ta cứ tính tiếp tục thì đương nhiên là cái đợt này số lượng người tăng trưởng lại cũng sẽ tăng theo cho nên chúng ta không thể nào mà chỉ lấy cái chỉ số hiện bây giờ mà chia cho là năm 2017 để chúng ta biết được là có bao nhiêu người đã hứng thú với lại Bitcoin Tại vì các bạn thấy được là làm như vậy sẽ không có cho chúng ta thấy được một con số chính xác Mà chúng ta phải tính cho tỷ lệ Thì để thường chia sẻ thêm, các bạn thấy được là nếu như mà năm 2013 đó Lúc đó cái số điểm là 12 điểm Cho bao nhiêu đang đi tìm kiếm từ Bitcoin trên Google Thì các bạn thấy được là 12 điểm thời điểm đó Thì chúng ta uh, nhìn vào cái thời điểm là năm 2007 là 100 điểm Thì chúng ta thấy được cái tỷ lệ giữa năm 2013 và năm 2017 Có nghĩa là cái tỷ lệ tăng lên là khoảng 8 lần cái số điểm bây giờ là 51 điểm như các bạn thấy Thì nếu chúng ta tính cái tỷ lệ cao mới đó Bây giờ chúng ta tính là 750 điểm Nhưng mà thật ra tới lúc đó là nó chỉ điều chỉnh là 100 điểm mà thôi Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục Thì Thuận có thể chẩn đoán là cái số lượng người mới tìm cái từ Bitcoin Cái đỉnh mới đó sẽ là 750 điểm Thật ra mà nói là tới 800 ý điểm lận Nhưng mà chúng ta phải trừ ra là 10% 10% này là có thể chúng ta đoán sai 10% Cho nên lúc nào thì cũng muốn trừ ra 10% margin error Có nghĩa là cái tỷ lệ mà chúng ta có thể là đoán sai cho nên chúng ta phải đẩy xuống còn 750 điểm thì các bạn thấy được đó là nếu bây giờ là 51 điểm mà cái đỉnh cao đợt này có thể lên tới là 750 điểm thì có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là tình hình bây giờ cái số lượng người đi tìm kiếm Bitcoin đó, cho đến cái đỉnh của đợt này chúng ta chỉ mới có 6,8% mà thôi cái phần trăm rất là thấp cho nên đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn có nghĩa là sao có nghĩa là cho đến khi nào mà chúng ta thấy được là cái thời điểm bây giờ đó mà cái thời điểm hiện tại mà nếu như mà cái số này qua không 100 điểm thì chúng ta phải tính lại cái phần này chứ nếu như không thì chúng ta phải tính là cái đợt trước đó là 100 điểm thì cái đợt kỳ này nếu như tính theo cái số lượng hiện tại đó thì phải hơn 100 điểm là 750 điểm nếu chúng ta trừ ra 10 phần trăm cái cơ hội đón sai thì các bạn thấy là cái con số bây giờ là 51 điểm chia cho 750 thì chúng ta chỉ có là 6,8% mà thôi. Nhưng chúng ta còn cái đoạn đường rất là dài mà chưa có đi tới đây là cái tài liệu mà thường muốn chia sẻ với các bạn và thường sẽ để thêm nhiều tài liệu để cho các bạn thấy được thêm là chúng ta bây giờ đang nằm ở vị trí nào tại vì một trong những câu hỏi mà rất nhiều bạn muốn biết là chúng ta còn bao nhiêu ngày tháng nữa trước khi mà cái đợt tăng trưởng này kết thúc và đây cũng là một trong những điều mà Thuận muốn cùng nhau tìm hiểu với các bạn tại vì những người nào mà đã tham gia thị trường này năm 2017 thì có rất nhiều bạn đã đáng tiếc tại vì không có chốt lời đúng lúc giữ Bitcoin chưa đến nỗi Bitcoin xuống chỉ còn có 10.000 đô, 7.000 đô, 6.000 đô mà thôi. Cho nên đợt này chúng ta phải chuẩn bị sẵn để cho không có bị dính vào cái tình trạng là lại phải lưu trữ crypto qua thêm một mùa đông nữa mà chúng ta phải có sự chuẩn bị. Là chúng ta phải nhìn vào là những cái tài liệu nào cho chúng ta biết trước được là chúng ta đã gần tới đỉnh rồi. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu mà thường sẽ mang đến cho các bạn. Trong thời gian tới đây, chúng ta sẽ có thêm nhiều tài liệu ở trên cái uh, Google Sheet này. Sau khi mà hoàn thành, thường sẽ có một cái điểm đó chính là cái điểm của thuần capital về chúng ta đang nằm ở vị trí nào trong cuộc tăng trưởng này để các bạn có thêm một tài liệu để mà chuẩn bị có hành động trước khi mà cuộc tăng trưởng này kết thúc. Nhưng mà cho đến bây giờ thì những tài liệu đối với thuần chúng ta vẫn còn cách đỉnh rất là xa. Ít nhất thuần nghĩ là chúng ta còn là vài tháng nữa. Có thể nói là có thể là ít nhất là phải tới hè tuy nhiên là khoảng 6 tháng nữa thì mới kết thúc được tăng trưởng này nhưng mà thuận sẽ biết chính xác hơn sau khi mà thuận tải thêm một số tài liệu về trong lúc mà thuận làm video này thì các bạn thấy là bitcoin lại tiếp tục phá lên cục đỉnh mới bây giờ bitcoin đã là 37.600 đô hầu như là tăng trưởng không biết nghỉ ngơi là gì và không chỉ riêng là bitcoin chúng ta thấy là ethereum thì bây giờ đã là 1.216 đô, cách định cũ chỉ có 200 mấy đô mà thôi. Tại vì cái đỉnh cao nhất của Ethereum là 1.400 đô thì chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng thật sự là rất đáng kinh ngạc. Ngay cả Bitcoin các bạn thấy là hầu như chúng ta không biết được là đỉnh ra đâu. Các bạn thấy được là Bitcoin từ 20.000 đô lên tới cái mức này là đi không ngừng nghỉ. Cái đợt điều chỉnh mà chúng ta thấy trên màn hình là chỉ điều chỉnh chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi. họ là tiếp tục di chuyển kế tiếp cho nên các bạn thấy được là bây giờ nếu nói điều chỉnh thì không ai dám nói được là điều chỉnh sẽ là điều chỉnh ở cái mức nào tại vì chúng ta thấy là Bitcoin tới 30.000 tới 32.000 tới 35.000 bây giờ lên tới 37.000 mà hầu như không biết nghĩ là gì và một trong cái lý do chúng ta thấy được là những bài viết bây giờ thì nói là có cái số lượng lớn người mua trên Coinbase trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua và khiến cho cái giá của Bitcoin trên Coinbase á, thì khoảng trên 100 đô mắc hơn là cái giá trên sàn Binance chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này nhưng mà các bạn thấy được là đây là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là đã bắt đầu có người đi vào những cái sàn mà chúng ta thấy là những cái sàn mà khởi đầu đó tại vì sàn Coinbase thường là một sàn dành cho những người mới tại vì nó dễ sử dụng nhưng mà cũng không có nhiều đồng trên đó cũng như những chức năng thì không có bằng những cái sàn khác chỉ đơn giản là người ta lên đây người ta kết nối ngân hàng sau đó mua và bán và đổi những đồng mà combi cho đổi mà thôi và cái phí thì cũng khá là mắc cho nên thường nó là sàn combi là một sàn dành cho những người mới và ngay cả bản thân thuận thì trong vòng hai ngày qua cũng thấy có một số bạn đăng ký sàn combi thông qua cái link refer của thần mà thuận để ở trên trang web đó cái link mà mình bấm vào phía dưới cái video này thì các bạn thấy được đây cũng là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là bây giờ ngoại trừ nhiều người tìm kiếm từ Bitcoin đã có một số người bắt đầu đi mua Bitcoin Nhưng mà các bạn sẽ thấy được là người bình thường đi mua Bitcoin đó thì họ sẽ đi theo đợt Cứ nghĩa là những người bây giờ đó là những người mà có thể là chấp nhận nguy hiểm cao hơn những người mà đam mê đầu tư Thì họ có thể là bắt đầu thử nghiệm 100 đô, 1.000 đô Từ từ các bạn sẽ thấy được là 1.000 đô sẽ trở thành 2.000 đô, 10 ngàn đô rất là nhanh chóng Và nhất là khi các bạn thấy được là họ đầu tư mà giá tăng lên Thì họ sẽ cảm thấy là có lời Thì sau đó họ sẽ nói về cái điều này với lại người thân của họ nói với bạn bè của họ cho nên các bạn thấy được là những người mới tham gia vào đó sẽ đi theo đợt tại vì những người đó sẽ thu hút những người kế tiếp những người kế tiếp tham gia vào thị trường này thì sẽ thu hút thêm những người kế tiếp nữa các bạn thấy là những người đầu tiên là khó nhất tại vì các bạn cần phải chia sẻ cho mọi người biết là bitcoin là gì và tại sao mà lại là một mảng đầu tư mà mọi người cần quan tâm đến nhưng mà chỉ cần là có người kiếm được tiền thị trường này thì người kế tiếp sẽ rất dễ dàng đi theo tại vì các bạn tin tưởng một ai đó một ai đó nói với các bạn là đầu tư bitcoin là có lợi nhuận thì sẽ khiến cho các bạn an tâm hơn và đầu tư mặc dù các bạn cũng không rõ bitcoin là gì cho nên các bạn thấy được là sẽ nhanh chóng thu hút thêm nhiều người và những người đó có lời nhiều người khác lại đi theo những người đó cho nên chúng ta thấy được là càng ngày thì cái tốc độ tăng trưởng của Bitcoin giá cả càng mạnh tay vì càng ngày thì cái số người tham gia vào lại càng nhiều hơn. Sau đó các bạn thấy được là sẽ nhanh chóng mọi người nhìn vào giá Bitcoin đó thì bây giờ đã có một số người nghĩ là cái giá bây giờ đã là 37 000 rồi bây giờ cho dù Bitcoin lên tới 100 000 như là nhiều người dự đoán đi nữa thì giá Bitcoin chỉ tăng lên chỉ có khoảng là hơn hai lần một chút mà thôi. So với lại các bạn thấy là nhiều người nhìn vào những đồng như là Ethereum, đồng Litecoin, những đồng mà có cái vốn hóa nhỏ hơn thì nhiều người sẽ nghĩ là những đồng này có cơ hội lợi nhuận cao hơn cho nên tiền thì mới đẩy vào những cái altcoin lớn và những cái altcoin nhỏ hơn như là thường đã chia sẻ với các bạn cho nên mua altcoin như bọn thường là có tới hay không thì đương nhiên là sẽ tới nhưng mà chúng ta cần phải chờ đợi và thực ra mà nói như bạn nào mà chờ đợi trong vòng 3 tháng qua thì cuối cùng nhiều bạn cũng đã không thất vọng tại vì nhiều altcoin đã có sự tăng trưởng rất là mạnh các bạn thấy được là để thường refresh cái, cái này lại Tại vì trong tình hình này thật ra mà nói là không có nhiều tin tức nhưng mà chúng ta đã thấy là giá cả tăng trưởng rất là mạnh để thường đổi qua market cap. Vì chúng ta hãy nhìn vào cái danh sách những cái altcoin mà tăng trưởng mạnh, mà những cái coin lớn đó, trong vòng 30 ngày qua thì các bạn thấy được là Ethereum trong vòng 30 ngày qua đã tăng 104% Các bạn thấy là xrp đáng tiếc là xuống 56% Litecoin tăng 103% trăm Cardano tăng 122% Polkadot phần tăng 103% trăm Bitcoin Cash tăng 62% Stellar tăng 121% Chainlink thì tăng 29% Binance Coin tăng 44% thì các bạn thấy được là rất nhiều và rất nhiều những cái altcoin đã có sự tăng trưởng rất là đột biến trong cái thời gian 30 ngày qua mua altcoin đã từ từ trở lại và từ từ các bạn thấy được những cái altcoin nhỏ hơn như là những altcoin mà những cái hạng như là 50 trở xuống thì các bạn thấy được là những altcoin đó cũng sẽ có được cái phần trăm tăng trưởng thậm chí còn nhiều hơn là những cái altcoin lớn nữa và nhiều khi các bạn nhìn vào cái danh sách mà thường chia sẻ với các bạn đó cái danh sách những cái all coin mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì các bạn có thể nhìn vào danh sách này có nhiều cách nhìn nhưng mà một cách nhìn khác là các bạn nhìn vào những đồng như đây giả sử như là bitcoin cash hay là chainlink đi thì các bạn nhìn vào ở trên cái màn hình đó chúng ta trở về trang coingecko đi thì các bạn thấy được là những đồng mà chưa có được pum nhiều trong vòng 30 ngày qua thì cũng sẽ đến phiên những đồng đó được pum miễn là đó là một đồng lớn mà dễ dàng được tiếp cận bởi nhiều nhà đầu tư Giống như các bạn thấy được là Chainlink thì chỉ tăng có 29,8% mà thôi Trong khi chúng ta thấy những cái đồng tương tự đi Là chúng ta nhìn vào uh, Synthetic Network đi Đây cũng là một trong những cái đồng liên quan tới hệ thống DeFi Thì Synthetic Network bây giờ coi coi đã tăng bao nhiêu rồi SNX Thì các bạn thấy là trong vòng 30 ngày Synthetic đã tăng 132% Chúng ta nhìn vào một cái um, altcoin liên quan đến DeFi đi Chúng ta nhìn vào um, Uniswap và AV thì tăng 26% trong cái thời gian 30 ngày qua. Còn về Uniswap thì các bạn thấy là Uniswap đã tăng bao nhiêu phần trăm trong vòng 30 ngày qua đã tăng 67% trong vòng 30 ngày qua. Thì các bạn nhìn vào cái thông tin này thì các bạn cần phải lựa chọn những cái đồng nào mà dễ dàng được tiếp cận mà chưa có pump mà những đồng tương tự đó như là thường đi vào CoinGecko, thường bấm vào DeFi đó thì các bạn thấy được đó là sẽ cho thường một cái danh sách liên quan những đồng liên quan hệ thống DeFi thì các bạn thấy là đồng Uniswap thì trong vòng 30 ngày qua đã tăng lên tới cái con số là 67% chúng ta nhìn vào Synthetic thì Synthetic cũng là một đồng DeFi và Synthetic thì tăng 132% trong khi các bạn thấy được là Chainlink là một đồng mà chỉ có tăng có 30% mà thôi, 29,8% thì nếu như mà chúng ta nhìn vào danh sách này, đây là danh sách mà những đồng altcoin mà dễ dàng được tiếp cận bởi người mới đó thì các bạn thấy được là Chainlink là một trong những đồng mà xếp hạng rất là cao, có tới 9 điểm thì nếu như mà các bạn lựa chọn đây cũng là một cách để các bạn lựa chọn coi coi những đồng nào mà sẽ có cái cơ hội được pump kế tiếp Thứ nhất các bạn phải nhìn vào những đồng nào mà có những đồng tương tự đã được pump nhiều rồi nhưng mà đồng đó vẫn chưa được pump Thứ nhì nữa là đồng đó dễ dàng được tiếp cận Bản thân bây giờ vẫn chưa có lưu trữ đồng link Tại sao? Thì tại vì các bạn thấy được là Thuận vẫn đang lưu trữ rất nhiều Ethereum Cho đến khi nào mà Ethereum trở lại đỉnh cũ thì lúc đó Thuận mới suy nghĩ đến là những đồng altcoin nào Thường sẽ đầu tư vào kế tiếp Nhưng mà tinh thần bây giờ thì thường vẫn tiếp tục lưu trữ Bitcoin và Ethereum Là hai cái đồng mà Thuận lưu trữ nhiều nhất và chỉ đưa ra thì các bạn thấy là có BNB, có Cardano, có Litecoin Không có XRP và trong order nghĩa là những cái đồng khác đó, nhỏ hơn Thuận lưu trữ Thì trong đây có đồng Yon.Finance, đồng wifi đó và đồng uniswap tình hình bây giờ nếu như mà cứ tiếp tục tăng lên đó, thì các bạn sẽ thấy được là những cái đồng altcoin chỉ cần là bitcoin ngừng nghỉ chút xíu thì những cái altcoin sẽ có cái sự tăng trưởng rất là mạnh trong một tình hình này ngoài trừ điều đó ra thì các bạn thấy là cái tổng số vốn hóa của thị trường crypto này đã tăng một cách rất là kinh khủng các bạn thấy chúng ta đã qua khỏi một nghìn tỷ rồi thật ra bây giờ nếu như thùng refresh cái trang CoinGecko này thì các bạn sẽ thấy được là cái tổng số công hóa bây giờ đã lên tới 1 35 tỷ. Trong vòng ngày hôm nay thôi tổng số công hóa đã tăng lên tới 11,3%. Chúng ta đã qua con số 1 000 tỷ. Đương nhiên đây là chúng ta tính hết tất cả những cái token cộng với lại Bitcoin. Nếu như chúng ta chỉ tính riêng ra Bitcoin đó thì các bạn thấy là Bitcoin vẫn chỉ là 700 tỷ mà thôi. Chúng ta vẫn còn cách 1 000 tỷ tới khoảng chừng là 40% nữa chúng ta mới tới được 1 000 tỷ. Có nghĩa là giá Bitcoin phải lên tới cái mức là 50.000 đô